Quý vị thân mến, hiện tại em Ngọc đang có mặt tại gia đình của nhà em Lử và em Tha, gia đình hai vợ chồng mà quê Toàn Bạt ở. Đây là cái gia đình này, quý vị thường xuyên theo dõi trên kênh của em Ngọc thì cũng đã biết là gia đình này hoàn cảnh khá là đặc biệt khó khăn, và đặc biệt hơn nữa là cái ngôi nhà Toàn Bạt, mấy cái cột ấy thì là rất là nhỏ. Qua mấy cái video em Ngọc chia sẻ lên, quý vị cũng đã biết và rất là thông cảm cũng như là đồng cảm cho gia đình, và đặc biệt là đã có cái khoản hỗ trợ đến gia đình và cái quỹ để các cô bác gửi đến làm nhà của hai vợ chồng ấy, hầu như em Ngọc đã gần như là đầy đủ để làm một cái nhà rồi. Ở đây thì nói chung là được quá một nửa số nhà, để đầy đủ những cái mẫu nhà ấy thì vẫn chưa đủ. Tuy nhiên ở đây em Ngọc sẽ là đọc công khai lên một lần nữa để quý cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có cái danh sách trong này biết để an tâm, đã gửi cái phần tiền đến là đã có danh sách ở đây để giúp hoàn cảnh gia đình. Trước khi đọc ấy thì em Ngọc cũng có là xin thông báo lên, cũng như là xin quý vị là nếu mà như mà sau em Ngọc đọc lên mà chưa có danh sách của các cô bác mạnh thường quân ở đây thì vui lòng liên hệ lại em Ngọc để em Ngọc xác nhận lại cái lịch sử giao dịch của ngân hàng. Em Ngọc xin đọc là cô Vũ Thị Vân ở Di An, Bình Dương có gửi đến cái số tiền là 1 triệu đồng. Mạnh Thường Quân ở Bình Phước là 600.000 đồng. Cô Lan ở Vũng Tàu là 500.000 đồng. Cô Tuyết Hà Nội là 2 triệu đồng. Chị Thanh Đồng Nai là 500.000 đồng. Anh Kiều Văn Bán ở Vĩnh Phúc là 3 triệu đồng. Chị Giang ở chung cư Thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu. Chị Dung ở chung cư Thành phố Hồ Chí Minh là 1 triệu. Chú NH ở bên Mỹ 500 đô là 11.453.000 đồng. Bà Xuân Phương ở Mỹ 500 đô là 11.500.000 đồng. Nguyễn Thị Lan ở Đồng Nai là 1 triệu đồng. Chị Ngô Family là 4.500.000 đồng. Cô chú Thành Vương, cô Hai Lài là 4.650.000 đồng. Cái số tiền cô chú Thành Vương và cô chú Hai Lài này thì ngày trước cũng có gửi đến cho em Ngọc là cái số tiền tổng 250 đô, nhưng cái số tiền đấy đã được phân bổ đi các hộ hoàn cảnh gia đình khác. Nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên Mỹ là 9 triệu đồng. Gia đình cô chú Tuấn Lan là 7 triệu đồng. Gia đình anh Duy, chị Hằng ở bên Mỹ là 700 đô. Quy đổi ra 15 triệu 800 ngàn đồng. Nhóm của bác Lê Thị Ngà ở dưới Hà Nội là các thành viên, thì em Ngọc đã công khai chi tiết ở cái video trước rồi, là 3 triệu đồng. Cái số tiền này tổng thì em Ngọc đã nhận được là trên dưới 70 triệu đồng rồi. Cái số tiền này thì tuy nhiên là để mà làm hoàn thiện cái ngôi nhà như mọi nhà ấy thì là vẫn còn chưa đủ. Vì vậy thì cái video này Ngọc cũng rất là mong quý cô bác hãy là đồng cảm với gia đình, hãy chia sẻ thêm cái nguồn quỹ một chút nữa để em Ngọc hoàn thiện cho cái ngôi nhà này hơn. Em Ngọc cũng rất là hy vọng như thế, để cho nó đầy đủ hơn, đầy đủ ở cái là sau đó mình còn làm bếp, rồi thì là những công trình phụ và vệ sinh tự hoại mọi thứ nữa. Tại vì cái đường này đi cũng khá là khó vào, cái ở đây chắc chắn vào vật liệu mọi thứ là nó cũng hơi vất vả đấy. Do là cái đường đi thì cũng vào trong này thì đường đất mà đường nó cũng khá là lầy lội, mà đường nói chung là hơi khó. Hôm nay em Ngọc vào đây cũng chỉ thông báo cái quỹ này lên, và em Ngọc sẽ là bàn bạc với gia đình xem là sau này nếu có đủ cái nguồn quỹ này làm nhà ấy thì là mình bây giờ mình sẽ tiến hành là triển khai luôn. Xem cái là anh hỏi em là cái nhà sau này nếu mà anh đủ số tiền làm nhà ấy, thì mình làm nhà ở đây hay là ở đâu. Anh cũng thấy là em nói là bố mẹ không cho làm nhà ở vị trí này đúng không? Đúng ạ. Làm ở đâu? Thế là phải làm ở kia, cột điện. Ở chỗ nào? Gần đường luôn à? Gần đường. Gần đường ở vị trí nào? Trên cái cột điện. Ở trên cột điện đấy luôn này anh Phú. Tôn tóc tường đấy à? Bây giờ tí nữa mình sẽ lên xe trực tiếp. Hôm nay em Ngọc vào cùng cũng có cả anh Phùa là trưởng thôn thôn Tràng Hương nhá. Và nãy thì ở video trước thì quý vị đã thấy là em Ngọc đã vào trao cái phần quà của các cô bác mạnh thường quân và với gia đình này. Cái phần quà đấy của ai chi tiết như nào em Ngọc đã để ở cái video trước rồi. Tuy nhiên video này em Ngọc cũng xin là chia sẻ thông qua một lần nữa cái ngôi nhà này. Đây cái ngôi nhà Bạt này này. Em Ngọc chia sẻ một lần nữa xem mình sẽ đi lên thăm cái phần đất đai mọi thứ ấy. Đấy, nhà này là cái nền nhà này ở trên đất ruộng nhà bố mẹ. Ở đây cách mấy năm về trước rồi, bố mẹ cũng nói là cho ở nhờ thôi. Bây giờ đang ở được 3 năm rồi. Còn 1 năm nữa bố mẹ cho hạn cho ở là 4 năm thôi, xong bố mẹ phải bắt chuyển đi. Nhưng bây giờ rất là may mắn được các cô bác cũng đã hỗ trợ cái tiền để gần đủ ngôi nhà rồi ấy, thì mình tiện thể mình chuyển đi luôn. Đây. Ngôi nhà đây, trước vào đây. Đây ạ, đây em Ngọc cũng cho quý vị xem một vòng nữa ở phía bên ngoài thôi, bên trong em Ngọc chia sẻ nhiều lần thôi. Ở đây em Ngọc là chia sẻ lên để cho các cô bác nào lần đầu đến với video thôi nhá. Đấy, còn bên này, bên trước. Đây ạ,
Bây giờ em Ngọc sẽ đi lên kia cùng hai vợ chồng xem là cái đất đai cho con này là mình làm nhà ở đâu. Được rồi, anh em mình lên tiện thể lên kia xem chỗ phần đất nào sau này nếu mà đủ thì mình làm nhà ở vị trí nào xem nó có phù hợp không nhá. Cả hai vợ chồng đi nữa. Hay là cần hay là thôi mà vợ ở nhà trông con đi, con còn nhỏ đi tội các cháu ra nhá. Mình em đi được rồi nhá. Thế bây giờ anh đi thôi, cả có anh phù nữa đi cùng luôn. Em cất đồ đạc đi nhá em nhá. Em Ngọc cũng vừa đến ở trên cái chỗ đường đi lại này, cái nhà em lử em thà là cái nhà bạc xanh xanh ở dưới này này ạ. Vừa nãy em Ngọc vừa tít ở dưới kia lên, lên vòng theo cái con đường mòn kia lên, vừa qua đến tít ở bên này luôn. Ở đâu đất nhà em, ở khu vị trí nào em? Ở đây. Ở đây á? Ở trên ở đây luôn à? Ở đây có phải đất nhà em không? Phải ạ. Phải á? Ô thế sao mình làm nhà mình sao lại không ấy luôn, hay là đâu ở trên kia không có à? Ở trên cũng có. Không có, nhưng mà ở đây dưới dây điện thì liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ? Không biết. Ở đây đất của nhà em ở đây, nhưng mà bây giờ còn có mỗi cái là vướng mắc ở cái là có dây đường điện cao thế ngay trên đỉnh đầu đấy. Cái cột điện cao thế đây này. Đấy. Phía nhà mình nhá. Thấy không? Chị Phú à? Là chị Phú à? Họ cũng cho làm ở dưới dây điện thế này. Họ không cho làm ấy chứ? Không cho làm đâu. Không cho làm đâu, dưới dây điện thì chắc không cho làm thôi. Làm trên nữa. Đường điện cao thế ở trên này này, ở trên kia thì cao quá, ở trên kia vẫn còn đất à? Thì ở đây cũng là đất nhà em đấy thì. Đây là đất này à? Ồ, đến đây kể cả đây sát mặt đường luôn, nhưng mà nó lại ở dưới đường cao thế tức nhỉ. Không phải dưới đường cao thế này, sang chỗ này đi làm cái nền nhà đấy có đẹp luôn nhỉ. Cột điện cao thế này trên này không được rồi. Mà lên trên này đường này cũng đi lại cũng nguy hiểm ấy chứ, ở đâu còn đất nữa? Trên. Tít ở trên đấy á? À? Gốc gạo đấy à? Gốc gạo này. Cái gốc gạo trên đấy á? À? Gốc gạo đấy trên đấy liệu có xa quá không? Cao quá cũng gần đường điện cao thế. Bây giờ anh em lên xem nào. Đâu đi nào? Đường nào anh? Đường này gần hơn à? Chứ mình nhà thằng sai to ấy vậy à, tí là kho to giờ tí là cha thế mà tụi nó uống sẽ chịu ta. Nó uống như cái tình nó to khẩu con khác rồi. Hả? Còn hơn nhiều. Dạ mà. Ở đâu anh? Chỗ này. Gốc gạo đấy luôn à? Gốc gạo ấy. Gốc gạo. Có cua, cá, cua có đá. À, chỗ phòng phải có đá này đi thẳng trên đi. Cứu nước. Ở trên này cao quá không có nước ấy. Trên cao quá này, cao quá. Nhưng mà dưới lại không có nước. Dưới không đất, ở trên này cũng vừa cũng không phải là xa đường điện đâu đây này. Ở gốc gạo này cũng tắt đường điện luôn đấy đây này. Đúng rồi. Vừa nguy hiểm. Đây à, đây là cái đường điện cao thế ngay đây. Mà em cũng nói là cái đường ở chỗ cái ngô này đúng không? Cây ngô này đúng không? Vâng. Thân cây ngô này luôn hả em? Thân cây ngô cũng như là, tóm lại là thân cây ngô ngang qua đúng không? Vâng. Thế này không ăn thua rồi. Gần đường dây điện quá, với cả cao không có nước. Ở trên nguồn cao này nước ở tí ở dưới này. Lấy nước lên cũng chết dở. Ngoài chỗ này ta không còn đất nào khác à? Không có. Có đổi đi đất nhà ai không? Không có ai đổ. Hả? Đất này là đất dốc không? Đất dốc người ta không lấy à? Ờ. Với cả gần ấy có anh phù ạ. Ừ. Gần đường điện cao thế, nguy hiểm. Mình có làm mà họ cũng không cho làm đâu mà. Thật mà. Bên điện lực người ta không cho làm ấy. Gần đường điện cao thế này nếu như xảy ra vấn đề thì người ta làm sao người ta chịu. Người ta không chịu trách nhiệm ấy chứ, đúng không? Gần điện cao thế thì xảy ra vấn đề gì chập cháy hoặc là sấm sét gì ấy, nguy hiểm chứ. Mua bạn thì mua thì phần đó không tổng tên chứ. Ở đâu? Phần đó mà thiệt dây dần tập phơ không mà thì mình tải cũng tận tổ đen đá xuống. Thì nó to cái kia là mua rồi. Mua. Xuống một con đấy. Phần đó thứ to mà hay là lao. Đâu lao? Không có chỗ nào đâu. Có một ít tít gần bờ sông như này. Tít ở bờ sông mà dưới dưới đấy á.
Chỗ này không thú. Thế nền đất cũ bố mẹ không cho ở, cho không cho được một miếng nào làm nhà, không xin được bố mẹ à? Bố mẹ mình mà. Bố mẹ để ra mà không hiến được miếng mảnh đất làm nhà thì mảnh đất ở đây chắc chắn không làm được rồi. Anh cũng không khuyến khích cho làm ở đây đâu, tại vì ở đây là gần đường điện nguy hiểm lắm, điện cao thế, có phải là điện bình thường đâu. Với cả ở kia nó cao, nguồn nước cao. Thế ông cho anh phải đuổi nhóm một bao lâu cho dòng dầu tết lên chỉ dành không? Có là đi chờ hết rồi đó. Ở đâu có nữa anh? Mà không có rồi. Không có, ngoài chỗ này không có chỗ nào khác. Thế cái nền đất cũ kia bố mẹ không cho một tí nào luôn. Xin đi, em xin về xin bố mẹ đi. Cái nền đất mình đang ở ấy, xin đúng đủ cái nền nhà với cả làm nhà bếp với chủ trại thôi. Nhân thì mà chỉ tha chân. Nhân thì mà cảm thấy xin mà thôi. Hai kia là mình hai tiết suy tiêu với tao mà. Bố mẹ đẻ mà đúng không? Bố mẹ đẻ làm gì xin không được miếng lên nhở? Làm sao làm nhà? Hay là đổi đi, bảo bố mẹ đổi ở trên này đi. Đổ một ít cát em nói chuyện với bố mẹ thế nào? À nhớ mà po xiết này thì u của trên này mà xiết không nên pút được cứ không? Đổ mình cát một ít cho thằng em trai không? Có em trai hoài. Nếu mà em trai của em không làm nhà ở bên này thì là đổi cho em làm nương ở bên này luôn. Ở dưới kia nhá, nó hơi cũng hơi xa mà ở đây ấy, sau đây mà làm nhà ở đây, ở dưới kia lên cũng còn mệt hơn. Nó cũng không phải gần đường. Và sau này còn ở đây không, nguồn nước nó không tiện. Với cả một mình một bóng ở trên này nữa, ở dưới kia còn mấy nhà nữa. Ở dưới kia nó tiện hơn cái là không vướng được dây điện, hai nó là gần nước. Em hiểu chưa? Đấy, với gần nhà mấy cái nhà kia ấy thì nó ấy hơn chứ. Đấy, điện cứ kêu pa pa kia. Đúng không? Đúng nhỉ. Đấy, điện nó kêu cái này là nguy hiểm. Chỗ này thôi không có được rồi, em về em trao đổi lại cho anh với bố mẹ em nhá, xin xem là bố mẹ cho em ở không nhá. Bố mẹ em ấy, đây là gia đình mình cứ tự giải quyết tình cảm đã. Đây là bố mẹ mình mà mình mở mua ra xin chắc bố mẹ cho chứ đúng không? Cứ về nói chuyện với bố mẹ nhá. Bố mẹ em ở đâu, nhà ở đâu? Đi chủ phà. Đi chủ phà đi xa không nhỉ? Xa lắm anh ạ. Đi vào đường đây làm ạ. Đường đây làm chưa. Khoảng bao nhiêu cây anh từ đây đi ấy? Cũng xa phết đấy. Qua cái cá ha ấy. À, qua cá ha cơ, ui, mười mấy cơ, hai mươi mấy cây ấy. Không, chắc là từng quả 7-8 cây. 7-8 cây như đường tắt à? Vâng. Đường núi này à? Vâng, có đường bê tông mà. À. Bê tông nhưng mà từ cá ha vào phải không? Vâng, đúng rồi. À, có nghĩa là từ cá ha đi 7-8 cây ấy gì? Vâng. Thế từ đây đi phải 20 mấy cây. Vâng. Nhờ. Nhá, em về nói chuyện trao đổi với bố mẹ nhá, xem là xin mảnh đất đấy được không? Bây giờ mình mua chỗ khác cũng không có tiền. Và ở đây nó cũng tiện nước ấy, hơi xa tí. Hơi xa đường đi lại tí nhưng mà không sao, vẫn nếu không có bắt buộc qua vẫn ở đấy. Kể cả ở đây cũng xa đường đi lại, mình cũng phải điệu vật liệu đi lên thế. Nhá. Nhưng mà thằng ở dưới mình chỗ này không được đâu, chỗ này. Xin được bố mẹ cái đoạn cái mảnh đấy còn có chỗ để làm chuồng đấy nhỉ? Ừ, đấy, chỗ làm chuồng trại các kiểu nữa. Sau này có cô bác hỗ trợ con vật nuôi cũng thế. Nhá. Ô con đâu phải thôi tía hải bao mà uống cua uống thì hay không gì được chứ. À con này mà tới giờ y bao. Ừ. Thì em đi bàn bạc với bố mẹ đi. Ừ, nhá. Bố mẹ để mình ra trả nhé là không xin được. Đặt, không một miếng mảnh đất làm nhà, ví dụ chia bố mẹ chia mảnh đất ngay ở dưới đường điện cao thế này làm sao mà mình làm được nhà. Làm ăn gì còn trồng trọt còn khó chứ làm nhà. Nhá. Thế hôm nay em Ngọc cũng lên đây là xem trước cái mảnh đất, sau này nếu mà đủ cái số tiền làm nhà ấy thì là mình làm nhà ở vị trí nào. Nhưng mà em lại đưa lên cái mảnh này thì nói chung là cũng không dám làm ở đây thật. Này, điện cao thế này làm sao mình làm được. Tôi về có gì ấy nhá. Có số điện thoại không nhỉ? Có. Thế cái tin chưa? Đấy rồi anh ạ. Ờ, sau có gì báo cho cái nhá. Ờ. Em Ngọc sẽ là đợi kết quả em đi xin bố mẹ xem là bố mẹ cho cái mảnh đất là hiện tại đang ở để làm nhà không. Chỗ này thì em Ngọc cũng không khuyến khích là em làm nhà ở đây, rất là nguy hiểm luôn. À, còn tình hình như thế nào thì ở video sau nữa thì em Ngọc sẽ cập nhật tình hình cho các vị xem nhá. Em Ngọc xin chào hẹn gặp quý vị ở những cái video tiếp theo.